lạy Cha Chí Thánh ngày hôm nay là muốn nhớ lại rằng chính Cha đã chọn con để cho con được tham dự vào chức vụ tinh tế độc nhất của Đức Kitô, để phục vụ Hội Thánh. Xin cho ban cho con một niềm tin mạnh mẽ để con vừa tuyên cương vị vừa kiên tố các nhiệm vụ cao cả tin mừng. Như thế con sẽ phân phá các mọi người cứu độ như một người quản lý trung thành. Chúng con cầu xin những Chúa Giêsu cho con Chúa và là Chúa chúng con người hàng xóm và hiện trì cùng với những nhân chúng thánh thần đến muôn thuở muôn đời. Kìa người tôi yêu đang tới, tôn tăng trên núi, bài trích sách diễn ra. Tiếng người tôi yêu không vẫn đâu đây, kìa chàng đang tới, nhảy nhót trên đồi, tôn tăng trên núi. Người yêu của tôi chẳng khác gì linh dương, tựa hồ chú mai của nhỏ. Kìa chàng đang đứng sau bức tường nhà, nhìn qua cửa sổ, rình qua chấm sông. Người yêu của tôi lên tiếng bảo, dạy đi em bằng tình của anh. Người đẹp của anh, hãy ra đây nào. Tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi. Sơn hà nở rộ hoa tươi, và mùa ca ác vang trời về đây. Tiếng chim gáy vang vẳng trên khắp đồng quê ta, và kia đã rớt trái non, vườn nho hoa nở hương thơm ngạt ngào. Dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào. Bồ câu của anh ơi, em ẩn trong hốc đá, trong vách núi treo leo, nào cho anh thấy mặt, nào cho anh nghe tiếng, vì tiếng em ngọt ngào và mặn.